Sáng nay ngày 9 tháng 3 tại trụ sở chính phủ, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Đây là cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, chủ trì hội nghị. Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta coi cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đột phá chiến lược, xác định rõ việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức, Việt Nam hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng đại như tổ chức thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn bộ máy chính phủ. Vẫn phải giải quyết nhiều công việc lớn, đột xuất, bất ngờ là chống dịch COVID-19, nhưng chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 một cách toàn diện, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng khẳng định, trong thành quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, vừa làm vừa hoàn thiện để bảo đảm công tác tốt hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều việc phải làm, bộc lộ hạn chế yếu kém ở một số ngành, địa phương để sự vận hành của hệ thống nhà nước trong sạch, lành mạnh, linh hoạt, phù hợp, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể. Một trong những công việc phải thúc đẩy là phải kiện toàn ban chỉ đạo. Phiên họp đầu tiên này để đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, xác định nhiệm vụ năm 2022, thảo luận một số nguyên tắc, quy chế làm việc. Năm 2022 có chủ đề đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi, phát triển. Công tác cải cách hành chính phải được đẩy mạnh để phục vụ chủ đề này. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, liên quan cải cách thể chế, thủ tục, bộ máy, chúng ta phải làm tốt, phải có tầm nhìn, bám sát thực tiễn, trên cơ sở đó có định hướng đúng, tổ chức thực hiện tốt, giảm phiền hà, sách nhiễu, làm cho bộ máy hành chính trong sạch vững mạnh. Những gì chưa làm được, những gì nhân dân, doanh nghiệp góp ý thì phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện. Nhân dân và doanh nghiệp còn kêu ca về thủ tục hành chính, các bộ, ngành phải chung tay, các thủ tục hành chính phải thực hiện nhanh, phải suy nghĩ để cải thiện cách làm việc, không nên chỉ ngồi nói cải cách mà không làm gì, không phải là nói xong để đó, như thế không thể do dân, vì dân được. Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, năm 2021, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 2 luật và xem xét cho ý kiến 6 dự án luật. Chính phủ xem xét cho ý kiến thông qua đối với 23 đề nghị xây dựng luật, ban hành 200 nghị quyết, 139 nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 quyết định vi phạm pháp luật, 36 chỉ thị. Các bộ, ngành ban hành gần 800 thông tư. Cùng với đó đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.101 quy định kinh doanh, đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 924 quy định và sửa đổi, bổ sung 166 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 7 bộ. Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật năm 2021 trong bộ chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đánh giá tăng 6 bậc. Chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số đạt nhiều bước tiến, từ việc ban hành các văn bản, xây dựng, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia đến việc tổ chức thực hiện. Trong đó, đã hoàn thành đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử phục vụ hiệu quả công tác quản lý xã hội, nhất là phục vụ bầu cử và phòng chống dịch COVID-19. Trục liên thông văn bản quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều được quan tâm, tổ chức vận hành tốt, phát huy hiệu quả tích cực. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa các cấp ngày càng được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ và hiện đại. Về tổ chức bộ máy, cơ cấu bộ ngành giữ nguyên nhưng được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 7 tổ chức cấp sở, giảm 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở, đơn vị sự nghiệp công lập giảm trên 12% so với năm 2015. Trong năm 2021 đã giảm trên 10% biên chế công chức, giảm gần 12% biên chế sự nghiệp.